Vâng, thưa quý vị và các bạn, bão số 3 vẫn đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây. 10 giờ ngày hôm nay, tâm bão đã vào vịnh Bắc Bộ, còn cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Quảng Bình vào khoảng là 330 km, cường độ ổn định cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi nhanh 25 cho tới 30 km một giờ theo hướng Tây. Vào khoảng chiều tối nay, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình trở vào cho tới Hà Tĩnh. Sau đó, bão sẽ đi vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Với những nhận định trên, một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất lúc này là an toàn đê điều tại các vùng ven biển từ Thái Bình trở vào cho tới Hà Tĩnh, nơi chịu tác động trực tiếp từ bão. Những ngày qua, trời đã có mưa quá lớn và đến chiều tối nay, khi bão vào thêm áp lực từ mưa, nước biển dâng trên nền thủy chiều vào khoảng 0,50 m và sóng biển cao từ 2 cho tới 4 m đánh vào, dễ gây ngập úng và sạt lở đê điều. Hiện tại ở Thái Bình ghi nhận tuyến đê biển 5 đã bị sạt lở 5 đoạn với tổng chiều dài là 135 m. Hiện địa phương đang thực hiện phương án xử lý theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục nhanh nhất. Ngoài Thái Bình, hiện tại còn 5 công trình đê điều xung yếu đang thi công dở ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, tổng chiều dài là 18,36 km. Các địa phương cần hết sức lưu ý triển khai các phương án bảo vệ. Thủ đô Hà Nội dù nằm sâu trong đất liền nhưng cũng phải đề phòng ngập các tuyến phố trũng thấp. Dự báo từ chiều nay, mưa sẽ tăng dần lên, chia thành từng đợt theo chuyển động của hoàn lưu bão. Mưa nhiều khiến nhiệt độ chỉ trong khoảng là 31 độ. Sau đó giảm dần đến 22 giờ, nền nhiệt giảm xuống còn là 27 độ. Phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối nay cũng có mưa dông ngắt quãng. Trong cơn dông cần cảnh giác với tố, lốc và gió giật mạnh. Về nhiệt độ cao nhất sẽ ở vào khoảng là 32 độ. Thưa quý vị, một đợt sóng thần khí tượng cao 1,5 mét đã ập vào các bãi biển du lịch ở Majorca và Menorca thuộc Tây Ban Nha, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn vì ngập lụt. Hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra đã làm ngập toàn bộ đường phố và cuốn trôi một số nhà cửa và hàng quán xung quanh bãi biển, trong khi nhiều chủ tàu thuyền phải cố gắng bảo vệ thuyền của mình. Rất may, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do thời điểm xảy ra hiện tượng này, bãi biển vắng khách. Sóng thần khí tượng là hiện tượng thiên nhiên tương tự sóng thần tích tụ khi áp suất khí quyển thay đổi nhanh chóng và dịch chuyển một khối lượng nước lớn. Một vụ cướp giật tài sản vừa bị công an và người dân vây bắt tại thành phố Hồ Chí Minh chiều tối ngày hôm qua. Trước đó, các trinh sát đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự PC45 công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một nhóm cướp giật có 4 đối tượng vừa gây án trên địa bàn quận Bình Thạnh và chạy về quận Gò Vấp lẩn trốn. Biết bị bao vây, hai đối tượng trong nhóm mang theo hung khí liều chạy ra ngoài để tẩu thoát. Chúng chém một người dân gần đó để cướp xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng trinh sát giữ chân. Trước sự manh động của tội phạm, lực lượng an ninh đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên bắt giữ được hai đối tượng, còn hai đối tượng đã tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Một bệnh nhân 61 tuổi bị dao đâm thấu sọ đã được Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu thành công. Trong lúc Sơn lại tường nhà, bệnh nhân trượt chân ngã và bị dao cắm xuyên qua xương sọ 6 cm, gây xuất huyết trong não nhưng may mắn mũi dao chen giữa các mạch máu lớn, không làm đứt mạch máu. Xin được cảm ơn biên tập viên Ngọc Vân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các thông tin trong nước. Thưa quý vị, 114 là số thí sinh có tổng điểm bài thi công bố chênh lệch lên so với điểm chuẩn chấm thẩm định. Đây là kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi thanh kiểm tra quy trình chấm thi tại Hà Giang. Đáng nói là có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26 điểm. Điển hình như một thí sinh có điểm số trước là toán 9, vật lý 9,5, hóa học 9. Sau khi chấm lại thì toán chỉ còn 1 điểm, vật lý 2,75 và hóa học là 3. Như vậy, thí sinh này thậm chí còn chưa tốt nghiệp vì bị điểm liệt sau khi thẩm định. Chưa kể, cả 3 thí sinh ở Hà Giang thuộc nhóm có điểm thi cao nhất cả nước cũng đều bị giảm điểm rõ rệt từ 7 đến 10 điểm sau khi chấm thẩm tra. Được biết, các em đều là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Hà Giang. Trước đó, lý giải học trò đạt điểm cao bất thường, phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng học tài thi phận. Ngay trong tối qua, sau khi xem xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý điểm thi bất thường tại Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra văn bản ghi nhận biểu dương Bộ Giáo dục và Bộ Công an đã khẩn trương rà soát xác minh kết quả thi. Thủ tướng giao hai đơn vị điều tra xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên thì dù cơ quan chức năng đã xác định được ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp sửa dữ liệu bài thi nhằm thay đổi điểm số thí sinh, tuy nhiên thì rất nhiều vấn đề vẫn còn đang được bỏ ngỏ. Đầu tiên, liệu có hay không những đối tượng tiếp tay cho hành vi sửa điểm cho thí sinh khi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đối tượng Lương có thể sửa dữ liệu tới 330 bài thi? Và phải đặt ra câu hỏi là quy trình chấm thi, nhập dữ liệu và công bố điểm thi tại các tỉnh có thực sự chặt chẽ hay không khi một cá nhân có thể thay đổi được nhiều bài thi đến vậy? Thứ ba, việc sửa dữ liệu điểm được biết là làm theo các tin nhắn được gửi đến số điện thoại của đối tượng. Vậy có hay không việc cha mẹ học sinh mua điểm? Và thực sự như vậy thì các đối tượng liên quan này sẽ bị xử lý như thế nào? Cuối cùng, liệu Hà Giang có phải là địa phương duy nhất xảy ra tình trạng gian lận điểm thi hay không? Có lẽ đây là những thông tin mà bất kỳ một bậc phụ huynh nào cũng mong muốn có được để có sự công bằng trong một kỳ thi mang tầm cỡ quốc gia như vậy. Một số thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế sẽ có trong cụm tin sau đây. Thời gian gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều người bán thịt gà với giá khá rẻ, chỉ từ 40 đến 50 ngàn đồng một con, rẻ hơn gần một nửa so với loại gà thông thường. Loại gà này được người bán giới thiệu là gà mái đẻ đã bị thải loại để gây lứa mới. Đặc điểm của loại gà này là loại gà đông đá đã được làm sạch với rất nhiều cái không, không đầu, không chân, không có bao bì, không nhãn mác, không có địa chỉ xuất xứ hay là hạn sử dụng và được quảng cáo là thịt dai ngon. Trọng lượng mỗi con dao động từ 1,2 đến 1,7 kg một con. Những loại gà giá rẻ như thế này được bán dạo ở các chợ tạm, vỉa hè, gần các khu chế xuất và khu công nghiệp. Theo cơ quan quản lý, với loại gà được đông đá bán nguyên thùng như thế này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh khi bị giã đông không đúng cách và bày bán tràn lan không kiểm soát. Thưa quý vị, nhường đường cho các xe ưu tiên như là chữa cháy, cấp cứu, quân sự đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ là một điều đã được quy định rõ ràng trong luật giao thông đường bộ. Thế nhưng thực tế lại có rất nhiều người cố tình phớt lờ, xem nhẹ điều luật này. Mới đây nhất tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cản trở xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang trên đường đến địa điểm xảy ra hỏa hoạn để dập lửa, thì một chiếc xe của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã bị một ô tô mang kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chạy phía trước không nhường đường. Mặc cho lực lượng cứu hỏa liên tục hú còi, thế nhưng phải mất đến khoảng 4 km bám đuôi thì xe cứu hỏa mới lách qua được xe ô tô này. Đoạn clip này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc khi xem qua. Tôi thấy đó là một cái trường hợp rất là nguy hiểm, tại vì người ta đang đi làm nhiệm vụ mà mình là một người tài xế mà tại sao mình không có biết nhường đường cho cái xe. Khi người lái xe bắt đầu học, người ta biết được những cái điều luật này thì cái hành vi của các anh tài xế trên cái xe cản trở lưu thông của cái xe cứu hỏa đó thì đó là vi phạm nghiêm trọng đến luật giao thông đường bộ Việt Nam và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái điều cũng giống như là những cái người trong cái nhà bị cháy và những cái ảnh hưởng tài sản sau này. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc chữa cháy, thậm chí được tính bằng giây. Thế nên, khi có các vụ cháy xảy ra, thì việc gặp phải những trường hợp như trên gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, không chỉ riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mà còn với những người đang gặp hoạn nạn. Nếu như mà thời gian nó kéo dài ra, thì khả năng cháy tự do của đám cháy sẽ rất lớn và thiệt hại do đám cháy gây ra vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là cái tính mạng và sức khỏe của con người sẽ không còn đảm bảo. Chúng tôi đi sớm được dây nào thì có khả năng cứu được người trong cái khoảng thời gian gì đó. Không chỉ xe chữa cháy mà các phương tiện khác như xe cứu thương, xe công an, quân sự khi đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ đều được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào. Thế nhưng một bộ phận thiếu ý thức vẫn cố tình chen lấn, lạng lách trước các phương tiện này. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tiềm ẩn tai nạn giao thông và làm tốn nhiều thời gian cho lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác. Sau vụ việc trên thì cảnh sát giao thông quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt chủ phương tiện có hành vi cản trở xe của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 khi đang làm nhiệm vụ là 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng hình phạt này vẫn còn nhẹ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với luật sư Nguyễn Văn Hậu để hiểu thêm về quy định xử phạt với hành vi sai phạm này. Tôi cho rằng mức phạt này có thể tăng lên ở mức là 3 triệu đồng.
cái mức này là chúng ta lấy cái mức là cũng còn nhẹ, bởi vì đây là một cái hành vi nó gây bức xúc dư luận xã hội. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đó, thì theo quy định của luật giao thông đường bộ thì cái người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ và tránh và dừng lại ở dưới lề đường ở bên phải để nhường đường. Về xử lý hành chính thì theo quy định của nghị định 46 tại điểm D khoảng 6 điều 5 thì đối với người tài xế này thì sẽ phạt tiền từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng, tước cái quyền sử dụng giấy phép là từ 1 cho đến 3 tháng. Và đối với trường hợp do cái sự cản trở giao thông đó họ gây ra cái thiệt hại tài sản cho người dân từ 1 tỷ rưỡi trở lên hoặc là làm chết người thì chúng ta sẽ xử lý hình sự theo quy định của điều 260 của Bộ luật hình sự. Ngoài cái việc gây ra thiệt hại cho họ còn phải bồi thường về mặt dân sự thì chúng ta còn xử lý về mặt hình sự đó là phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều địa phương trên cả nước khẩn trương sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh dù đạt gần 190.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, nhưng so với dự toán năm thì chỉ đạt hơn 48%. Nguyên nhân chính là do số giao dự toán năm 2018 của Bộ Tài chính đối với thành phố Hồ Chí Minh quá cao so với năm 2017, tăng gần 30%, vượt quá khả năng huy động nguồn thu trên địa bàn. Trong các nguồn thu ngân sách của thành phố thì nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là giảm nhiều nhất, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do các dòng thuế ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Tự do FTA trong năm 2018 tiếp tục giảm, nhiều dòng hàng đã về mức 0%. Đồng thời thành phố cũng đang quá tải về cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics chưa được đầu tư đúng mức, dẫn đến số thu trong lĩnh vực này tương đối thấp trong 6 tháng vừa qua. Dù ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế nhằm nuôi dưỡng, huy động nguồn thu. Thế nhưng với số giao dự toán năm 2018 quá cao và tình hình khó khăn hiện tại, thì thành phố ước khả năng thực hiện số thu trong 6 tháng tiếp theo cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, khác với ô nhiễm nước thải hay là rác thải, ô nhiễm khói thải chỉ lan tỏa trong không khí và gần như chẳng để lại gì tại hiện trường. Có lẽ nó cũng chỉ được phát hiện khi mà có hậu quả xảy ra mà thôi. Theo các nhà khoa học thì khói thải lan tỏa, tích tụ lâu dài có thể gây tác động tới môi trường của cả một khu vực rộng lớn. Không khí, nguồn nước khi bị nhiễm độc có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, nguy cơ ung thư cũng từ đó mà sinh ra. Nguồn ô nhiễm không khí phát sinh từ đâu và thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường khí thải đang như thế nào? Câu chuyện tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ về ô nhiễm khí thải mà chúng tôi muốn được nhắc tới trong tiêu điểm ngày hôm nay. Những bao vải vụn len chặt lần lượt được tống vào lò. Lửa cháy ngùn ngụt và đương nhiên kèm theo đó là khói đen đặc kín cả khu vực. Từ sáng sớm đến khuya, những lò đốt của các cơ sở giặt sấy nhuộm cuồn cuộn thải khói mịt mù khu dân cư. Nặng nhất là 8 giờ sáng hoặc là 5 giờ chiều đó. Cái thời điểm là nặng lắm. Cái màu nó đen lắm, khói đen mung luôn á. Bao phủ hết cả cái quả đoạn đường, nó mờ mờ giống như bóng dâm vậy, nó phủ hết cả cái khu này luôn. Đấy, thậm chí đằng sau có mấy khói đằng sau nó, nếu mà gió ngược thì nó lại phủ ngược về bên này. Ngay cả các hộ dân ở quận khác, cách xưởng giặt sấy nhuộm cả con kênh vài trăm mét, cũng bị ảnh hưởng không khác gì những gia đình nằm sát cột khói. 7 tầng đến 10 gái đấy, mà nó khói đốt một loạt luôn, khói lắm, chịu không nổi, mùi nó khét. Tình trạng các xưởng giặt sấy nhuộm đốt rác thải gây ô nhiễm này đã kéo dài từ nhiều năm nay. Người dân bức xúc kiến nghị lên các cấp, nhưng không hiểu sao các cơ sở không những không khắc phục, mà việc dùng chất thải nguy hại làm chất đốt gây khói ngày càng công khai hơn. Vâng, khét và khó thở chính là cảm nhận mà mọi người dân khi được hỏi đều chia sẻ với chúng tôi khi mà họ phải sống trong bầu không khí đầy khói như vậy. Đó cũng là một điều rất dễ hiểu, phải không quý vị? Và cũng xin được nhấn mạnh lại cùng quý vị, đó là những hình ảnh khói thải như là trong phóng sự vừa rồi chúng tôi đề cập tới, chỉ được phóng viên Chuyển động 24 giờ ghi hình trong một ngày rất bình thường, mà theo những người dân ở đây thì nó chỉ bằng 1/4 so với những gì mà họ đã chứng kiến hàng ngày. Thưa quý vị, thực tế ô nhiễm này cũng có thể nhìn thấy qua những con số thống kê của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn huyện có 90 cơ sở giặt sấy nhuộm, thì chỉ riêng hai xã là Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B đã có tới 73 cơ sở. Một cơ sở như thế này, một ngày có thể đốt 2-3 tấn vải vụn. 64 trên 90 cơ sở đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi xả thải ra môi trường. Những cơ sở này đã được xây dựng và hoạt động từ 3-5 năm qua, chủ yếu là được di rời ra khỏi khu dân cư từ các quận nội thành để giảm ô nhiễm. Hầu hết các cơ sở đều hoạt động không đúng ngành nghề đăng ký trong giấy phép. Thưa quý vị, theo quy định, khi các cơ sở xả thải gây ô nhiễm bị phát hiện, cơ sở đó sẽ bị phạt tiền, quyết liệt hơn là sẽ bị buộc ngừng hoạt động. Nhưng vì sao hàng chục cơ sở giặt sấy nhuộm tại huyện Bình Chánh đã bị xử phạt lại không chấp hành mà tiếp tục vi phạm một cách ngang nhiên? Phải chăng là đã có sự buông lỏng quản lý, bao che hay là tiếp tay cho các cơ sở vi phạm? Bám dọc con kênh thối này có tới 5 cơ sở giặt sấy nhuộm. Tháng 3 năm 2018, cơ sở này đã từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi xả khí thải vượt quá quy chuẩn. Tuy nhiên, xử phạt xong rồi đâu lại vào đó. Việc đốt chất thải nguy hại như vải vụn cao su vẫn diễn ra bình thường. Tổ kiểm tra liên ngành để mình tập trung kiểm tra liên ngành về các lĩnh vực như là sử dụng đất đai, nhà xưởng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Thì để trên cơ sở đó sẽ sử dụng những cái nguồn lực khác để mà xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm này. Ngoài ra, việc cấp phép cho những doanh nghiệp giặt sấy nhuộm này còn quá dễ dãi, khiến tình trạng vi phạm môi trường ngày càng trở nên nan giải. Trong hội nghị bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh ở đâu xảy ra ô nhiễm môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Chính phủ. Tuy nhiên thực tế thì tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thải, rác thải gây hậu quả, gây bức xúc thì vẫn hàng ngày được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý, cơ quan báo chí phản ánh. Kiên quyết xử lý tình trạng các cơ sở giặt sấy nhuộm gây ô nhiễm môi trường tại huyện Bình Chánh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở này. Theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Công an Thành phố tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất có hành vi xả thải gây ô nhiễm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cũng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, các cá nhân có liên quan, đã để xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trên địa bàn. Vâng, mong rằng trong thời gian tới, người dân sẽ không còn gặp phải điệp khúc khó khăn trong xử lý của các cơ quan chức năng, để rồi sau đó chính họ lại phải chấp nhận sống chung với khói thải. Thưa quý vị, hậu quả sẽ là khôn lường nếu tình trạng này không được giải quyết triệt để. Bởi theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những mối đe dọa sức khỏe lớn nhất mà con người đang phải đối mặt vào thời điểm này. Ước tính thì mỗi năm có khoảng 6 triệu người trên thế giới bị chết do ô nhiễm không khí. Sáng nay, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Điểm mới tại kỳ họp lần này là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lần này tập trung vào một số vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm liên quan đến việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn, vấn đề ùn tắc giao thông, nhiều vấn đề về phát triển nông nghiệp, bức xúc trong tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ họp cũng sẽ xem xét bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng như nghị quyết về một số chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo, danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đặt câu hỏi chất vấn không quá 1 phút, người trả lời chất vấn trả lời không quá 5 phút và phải trả lời ngắn gọn, trực tiếp vấn đề, đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, không đọc các tài liệu soạn sẵn.